Việc Thổ Nhĩ Kỳ phóng thích các chỉ huy của tiểu đoàn Azov theo thỏa thuận với Tổng thống Ukraine đã hứng chỉ trích từ phía Nga. Giới quan sát đưa ra những dự đoán về việc Moscow sẽ đáp trả tương xứng với Ankara do những vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng này. Liệu rằng mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có bị xáo trộn sau sự kiện này không? Nga sẽ ra những đòn đánh như thế nào? Bình luận quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này. Tháng 5 năm ngoái, 2.439 binh sĩ Ukraine và các thành viên tiểu đoàn Azov đã hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng Nga sau khi Moscow bao vây tại nhà máy luyện thép Azovstal trong một tháng. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đạt được vào tháng 9 năm 2022, các chỉ huy Azov mà Nga bắt được trong trận chiến ở Mariupol sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Tiểu đoàn Azov chính thức là một phần của vệ binh quốc gia Ukraine. Tuy nhiên, với Nga, Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu. Họ là lực lượng gây tranh cãi vì gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập tới sự hiện diện của tiểu đoàn này trong quân đội Kiev là một trong những lý do khiến ông quyết định mở chiến dịch để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Vậy nên, khi những bức hình về Tổng thống Ukraine Zelensky xuất hiện cùng những chỉ huy của tiểu đoàn Azov trên một chuyến bay đã khiến dư luận hết sức ngạc nhiên. Cụ thể, hôm 8 tháng 7, Tổng thống Zelensky đưa ra thông báo rằng ông sẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraine cùng với 5 chỉ huy của tiểu đoàn quốc gia Azov. Các cuộc đàm phán của Zelensky với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã diễn ra một ngày trước đó ở Istanbul. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của thỏa thuận trước đó. Hơn nữa, trong trường hợp này, không chỉ Kiev mà cả Ankara đều vi phạm. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nhấn mạnh rằng Tổng thống Erdogan là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất duy trì liên lạc với cả nhà lãnh đạo Putin và Zelensky, không chỉ liên quan đến ký kết thỏa thuận ngũ cốc mà cả việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine cũng diễn ra ở Istanbul. Ấy nhưng, trong sự việc lần này, không một ai đưa ra thông báo cho Nga. Điều này đặt ra một câu hỏi nghi ngại rất lớn, liệu rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quay lưng lại với Nga, liệu rằng Nga sẽ phản ứng mạnh mẽ để răn đe. Nhà khoa học chính trị, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs Fyodor Lukianov đề nghị Điện Kremlin đánh giá sự kiện một cách nghiêm túc và đưa ra cảnh báo bởi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có đủ đường tiếp xúc nhạy cảm từ Kaskat đến Syria. Lukianov nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ không và sẽ không phải là đồng minh của Nga, chưa bao giờ Ankara tuyên bố điều này và sẽ không mong muốn điều này. Vậy nên, Nga cũng nên áp dụng điều tương tự trong mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà khoa học chính trị, các mối quan hệ kinh tế giữa Moscow và Ankara xuất phát từ việc có đi có lại, mang lại cho nhau những lợi ích nhất định và quan trọng hơn là không gây tổn hại đáng kể cho nhau. Điều này đã phát huy tính hiệu quả trong suốt 8 năm vừa qua. Đồng thời, chìa khóa cho những thành quả này là việc thực hiện chính xác những gì đã được cả hai bên thống nhất. Trong các thỏa thuận có thể ít nhiều có mâu thuẫn, song khi chúng được tuân thủ nghiêm ngặt đã đảm bảo cho việc tương tác thành công, bất chấp vô số những bất đồng, và việc vi phạm thỏa thuận đơn phương sẽ phải được đáp trả bằng quy mô tương xứng. Vì vậy, theo logic hoạt động này, Nga nên đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ theo một cách nào đó. Ở góc độ khác, phần lớn các chuyên gia lại tin rằng Nga sẽ không vội đưa ra câu trả lời thích đáng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, rất có thể Moscow sẽ phản ứng mạnh mẽ bởi việc vi phạm các thỏa thuận đã phá vỡ khuôn mẫu quan hệ ngoại giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Ankara thực sự thay đổi thái độ với Moscow, thì Nga cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nhà phương Đông học Kirill Semenov, chuyên gia của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế phân tích, để hiểu đầy đủ nguyên nhân dẫn đến quyết định của phía Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta cần biết chính xác toàn bộ bối cảnh. Một mặt, đây có thể là kết quả của việc các đồng minh trong NATO và Liên minh châu Âu gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cũng đã được phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc tới. Ông Peskov cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ dường như phải thực hiện động thái trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO để thể hiện sự đoàn kết với Liên minh quân sự.
Nga hiểu điều này, nhưng việc vi phạm một thỏa thuận khiến Moscow không hài lòng. Thêm vào đó, trước chuyến đi tới Ankara, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp các loại đạn pháo cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nếu điều này không xảy ra trong tương lai gần, thì có thể nói rằng những người lính Azov được trao cho Kiev đã thay thế cho cuộc thương lượng về cung cấp vũ khí. Do vậy, nhà phân tích học Kirill Semyonov cho rằng không có vấn đề gì lớn trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nếu việc vận chuyển lựu pháo cho Ukraine vẫn được Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, thì Nga có thể ghi nhận rằng có những thay đổi trong quan điểm của Ankara. Trong trường hợp này, Moscow sẽ phản ứng khá gay gắt. Cũng thừa nhận rằng việc phóng thích các chỉ huy của Azov có thể là một động thái phủ đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bởi Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Nhưng trong trường hợp này, việc Nga từ chối gia hạn sẽ là một phản ứng đối với việc dẫn độ Azov chứ không phải ngược lại. Nhưng Moscow chắc chắn sẽ đáp trả cứng rắn hơn nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ thực sự chuyển sang lập trường thân Ukraine. Giới chuyên gia tin rằng Nga nên đáp trả hành động của Ankara bằng cách từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Một bước đi như vậy sẽ khá tương xứng. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã kiếm được nhiều tiền từ thương vụ ngũ cốc. Đồng thời, không có gì phải ngạc nhiên về nguyên tắc Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ là đồng minh tuyệt đối của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, có thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu và các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Và rõ ràng, Ankara sẽ không thay đổi bất kỳ hiện trạng nào. Khi nào và nếu Ankara phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn, cần sự rõ ràng giữa Nga và các nước phương Tây, chắc chắn họ sẽ chọn phương án như sau: là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vũ trang cho Ukraine. Theo Phó Giáo sư Khoa Nghiên cứu Nước ngoài và Chính sách Đối ngoại của Đại học Nhân văn Nga, việc Thổ Nhĩ Kỳ hiện không tham gia vào các biện pháp trừng phạt và duy trì quan hệ với Nga là bắt chước một loại chính sách độc lập nào đó. Đồng thời, Ankara không thể ngồi trên hai chiếc ghế cùng một lúc. Nước này đang ngồi độc quyền trên chiếc ghế phương Tây và chỉ cần quay mặt về phía Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 7 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể nghiêng về phương Tây bởi trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ có giai đoạn nghiêng hẳn về phương Tây và cũng có giai đoạn ngược lại. Theo ông Peskov, đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của Nga nên cởi bỏ lăng kính màu hồng về việc trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu. Cần lưu ý rằng, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh ủng hộ Thụy Điển gia nhập Liên minh nhằm mục đích đề nghị EU mở đường nối lại đàm phán về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập gia đình châu Âu, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm trong hơn 1/4 thế kỷ. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng của Ankara, Ủy ban châu Âu nói việc mở rộng NATO và EU là các vấn đề khác nhau và không thể liên kết hai quy trình này. Có thể thấy, việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao các chỉ huy của tiểu đoàn Azov cho Ukraine là kết quả của nhiều cuộc thương lượng nằm trong tính toán của Ankara. Những thỏa thuận này đã khiến Tổng thống Erdogan trở thành nhân vật chính trong các bài xã luận trên thế giới và gây bất ngờ cho nhiều người. Thậm chí, ông Erdogan được ví von như một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ và đang mặc cả rất to để mọi người có thể nghe thấy. Do đó, theo các chuyên gia, Tổng thống Erdogan tiếp tục hành động thực dụng và đạt được thành công đáng kể trong cái gọi là chính sách đa vector. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chiến lược với Nga, nhưng đồng thời thực hiện nghĩa vụ của mình với NATO. Về phía tiểu đoàn Azov, sau khi về nước, một chỉ huy đã tuyên bố sẽ tiếp tục ra tiền tuyến tham gia cuộc chiến với Nga. Ông Konstantin Dolgov, thành viên Hội đồng Liên bang, nguyên phó đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự tin tưởng rằng Azov sẽ bị tiêu diệt. Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine là vi phạm trắng trợn các thỏa thuận hiện có. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là khác. Nếu những người theo chủ nghĩa dân tộc Azov này thực sự trở lại chiến trường, họ sẽ bị tiêu diệt ngay tại đó. Và đương nhiên sẽ không có lần thứ hai bị bắt giữ hay trao đổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.